Hungary và Slovakia đã đề nghị Ủy ban châu Âu làm trung gian cho một thủ tục tham vấn với Ukraine liên quan tới việc Kiev khóa van đường ống dẫn dầu từ Nga. Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó cho biết hôm 22 tháng 7, kèm theo cảnh báo có thể đưa vụ việc lên tòa quốc tế nếu thủ tục tham vấn không mang lại kết quả. Trước đó, Kiev đã đưa tập đoàn Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt, cấm đường dẫn dầu của tập đoàn này chảy qua lãnh thổ Ukraine để trung chuyển vào châu Âu, khiến Hungary và Slovakia đã mất đi nguồn cung quan trọng, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của hai quốc gia này. Hungary nhận được 2 triệu tấn dầu từ tập đoàn của Nga hàng năm, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, họ đã nhận được yêu cầu từ Hungary và Slovakia và đang nghiên cứu. Bộ Ngoại giao Ukraine không trả lời ngay lập tức trước động thái trên, mặc dù người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine, Naftogaz, thừa nhận việc hạn chế nhận dầu từ Lukoil. Nguồn cung cấp của Lukoil thông qua nhánh phía nam của đường ống Druba chiếm khoảng 50% lưu lượng và các nhà máy lọc dầu của MOL ở Slovakia và Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào dầu thô từ Lukoil để sản xuất. Bất chấp chiến sự và các lệnh trừng phạt của EU đối với dầu thô của Moscow, Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt và dầu thô cho Hungary và Slovakia thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine. Các nước này được miễn không phải thực thi các biện pháp cấm vận của EU để có thêm thời gian chuyển sang các nguồn cung cấp thay thế năng lượng Nga. Cả Slovakia và Hungary cũng cung cấp năng lượng cho Ukraine. Ông Szijjártó cho biết Hungary đã cung cấp 42% lượng điện nhập khẩu của Ukraine vào tháng trước. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng nhấn mạnh nước này đã giúp cung cấp dầu diesel cho Ukraine, đồng thời chỉ trích động thái của Kiev. Ngày 22 tháng 7, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blaner nhắc lại một số bình luận của Thủ tướng Robert Fico cho rằng các lệnh trừng phạt của Ukraine có tác động lớn đến Slovakia và EU hơn so với Nga. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin. Hungary và Slovakia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu làm trung gian trong việc giải quyết tranh chấp với Ukraine về việc Kiev đóng van đường ống dẫn dầu từ Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó cho biết hai nước có thể kiện Ukraine ra tòa quốc tế nếu cuộc tham vấn không mang lại kết quả. Kiev đã đưa tập đoàn Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt, khiến Hungary và Slovakia mất nguồn cung dầu quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của họ. Hungary nhận được 2 triệu tấn dầu từ Lukoil mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng nhập khẩu. Ủy ban châu Âu đã nhận được yêu cầu từ Hungary và Slovakia và đang xem xét. Trong khi đó, Ukraine chưa có phản hồi chính thức, nhưng Naftogaz, công ty năng lượng quốc gia Ukraine, đã thừa nhận hạn chế nhận dầu từ Lukoil. Nguồn cung dầu của Lukoil qua nhánh phía nam của đường ống Druba chiếm khoảng 50% lưu lượng và các nhà máy lọc dầu của MOL ở Slovakia và Hungary hoàn toàn phụ thuộc vào dầu thô của Lukoil. Mặc dù có chiến tranh và lệnh trừng phạt của EU đối với dầu thô của Nga, Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt và dầu thô cho Hungary và Slovakia thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine. Hai quốc gia này được miễn trừ các biện pháp cấm vận của EU để có thêm thời gian chuyển sang nguồn cung cấp thay thế năng lượng Nga. Cả Slovakia và Hungary đều cung cấp năng lượng cho Ukraine. Hungary đã cung cấp 42% lượng điện nhập khẩu của Ukraine vào tháng trước và Slovakia đã giúp cung cấp dầu diesel cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích động thái của Kiev.